canh tác lúa ở vùng đất bị nhiễm phèn, tại sao phải quản lý nước tưới? Ém phèn bằng nước như thế nào là đúng? Trường hợp đất phèn ở vùng đất nhiễm mặn, không có nước ngọt thì phải xử lý ém phèn ra sao? Nội dung cụ thể sẽ được giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ hướng dẫn chi tiết. Chào bà con nông dân và các bạn xem đài. Cái chủ đề ngày hôm nay chúng tôi muốn trao đổi với bà con là chúng ta phải quản lý nước tưới cho ruộng lúa ở cái vùng đất mà bị nhiễm phèn. Bởi vì bà con biết đó là mục tiêu của cái việc quản lý này là để chúng ta tránh cái hiện tượng mình gọi là xì phèn. Xì phèn có nghĩa là phèn nó nằm ở bên dưới sâu á, nó kéo lên trên cái tầng rễ của cái cây lúa và nó làm hại cái bộ rễ và nó làm nhiều cái việc gọi là gây độc cho cái cây lúa của mình. Nên chính vì vậy mà chúng ta cần phải có cái gọi là cái biện pháp để quản lý. Thì quản lý nước ở đây đó là bà con hiểu là chúng ta dùng nước để mà ém phèn. Bởi vì khi mà cái vùng đất của mình mà có phèn á thì ở dưới sâu nó có một cái tầng phèn. Phèn đó là phèn tiềm tàng á, thì nó một cái màu xanh mềm nhão. Trong này nó có chứa cái vật liệu sinh phèn. Vật liệu sinh phèn có nghĩa là cái vật liệu mà nó được hình thành trong cái thời kỳ mà lấn biển á, thì ở tại đây á, nó hình thành nên cái gọi là cái phèn tiềm tàng hay là cái vật liệu sinh phèn này. Tại sao gọi là phèn tiềm tàng? Bởi vì trong cái điều kiện mà ngập nước mà ẩm ướt như thế này quanh năm á, thì cái tầng gọi là vật liệu sinh phèn này nó chưa có độc, nó không có độc. Khi chỉ khi nào mà cái vật liệu này nó tiếp xúc với không khí, trong cái điều kiện mà bà con rút nước ở ngoài đồng để cho đất nước nẻ rồi không khí từ trên nó chung xuống thì nó sẽ oxy hóa cái vật liệu sinh phèn này thành ra gọi là cái phèn hoạt động. Mà lúc đó cái phèn hoạt động là như thế nào? Là cái phèn hoạt động nó sẽ được hình thành như thế này, là nó sẽ tạo ra những cái đốm. Cái đốm này mình gọi là cái đốm phèn. Cái đốm phèn này bà con đừng là nhầm lẫn lại với cái đốm sắt. Cái đốm phèn này nó có cái màu vàng rơm, cái màu vàng rất sáng nè, màu vàng của cái lưu huỳnh. Bởi vì phèn đây là phèn chua của lưu huỳnh mà. Và khi chua như vậy thì cái độc chất phèn nó sẽ được phóng tích ra rất là nhiều và nó làm hại cái cây lúa của mình. Nên chính vì vậy mà chúng ta dùng nước để ém phèn có nghĩa là ngăn cản không cho cái không khí từ ở bên trên nó đi xuống sâu, nó xâm nhập tới cái chỗ cái vật liệu sinh phèn này ở trong đất. Mà muốn như vậy đó thì tôi nói là chắc ăn nhất là bà con mình, nếu mà cái dùng phèn thì trong cái ruộng lúa của mình lúc nào cũng phải giữ nước ngập ở bên trên cái tầng vật liệu sinh phèn này. Thì bây giờ muốn như vậy thì bà con phải chẩn đoán xem coi như vậy là trong đất của mình cái vật liệu sinh phèn nằm cách mặt đất bao nhiêu, 2 tấc, 3 tấc, 4 tấc gì đó, thì mình phải trong mương trong ấy lúc nào cũng phải giữ nước bên trên cái mực đó. Nhưng mà thôi bây giờ để cho bà con mà dễ nhất á, thì đối với những cái vùng mà đất phù sa thì người ta có thể rút nước được rất là thoải mái, bởi vì nó không có cái vật liệu sinh phèn nằm gần mặt đất, nên rủi mà đất có khô mà nước nẻ thì nó có chung xuống thì cũng chưa tới cái chỗ mà cái tầng vật liệu sinh phèn để mà nó xì phèn lên. Nhưng mà cái vùng của mình ở đây mà nó có cái vật liệu sinh phèn nằm ở trong đất nhưng mình không biết nó bao sâu, nên bây giờ chắc ăn nhất là trong suốt cái vụ lúa bà con nên giữ nước chứ cũng không nên gọi là rút nước theo cái kiểu mà giữ vụ. Bởi vì nhiều khi mà chúng ta hờ hỏng một cái là nó sẽ nứt đất rồi không khí chung vô trong đất như tôi đã nói, và thế là phèn nó lại kéo lên trên là cái hại cái rễ lúa của mình. Còn đối lại với những cái vùng mà đất mà bị nhiễm mặn, tức là trong cái mùa nắng không có, bây giờ không có nước ngọt để mà ém phèn, thì đối với những vùng này đây là một cái bài toán mà tôi đề nghị rằng nếu như bà con thấy rằng nghĩa là còn rất lâu chúng ta mới có cái nước ngọt đưa vô để mà tiếp tục ém phèn, thì tốt nhất bà con nên kéo cái nước mặn vô để lấy nước mặn đó để mà ém phèn. Bởi vì giữa hai cái độc chất phèn và mặn á, thì cái độc chất phèn khó trị hơn rất là nhiều. Mặn thì mình có thể mình đuổi nó nhanh hơn, chứ còn phèn thì khi mà nó đã hình thành và nó kéo lên trên rồi, cái vấn đề rửa nó khó khăn hơn. Nên lúc đó trong cái sự chọn lựa này thì bà con cứ kéo cái mặn vô để mà chúng ta ém phèn. Nhưng mà tôi có một cái lưu ý là khi bà con quyết định kéo cái nước mặn vô để mà ém phèn đó thì phải quyết định sớm, đừng để cho đất nứt nẻ như thế này rồi chúng ta mới đưa nước mặn vô. Bởi vì khi mà bà con để cho đất nứt nẻ như thế rồi mới đưa nước mặn vô thì nước mặn chung xuống ở bên dưới thì cái
thứ nhất là phèn nó cũng đã là hình thành rồi, bởi vì nó đã nứt đất rồi. Cái thứ hai bà con lại bổ sung thêm một độc chất mặn vô nữa thì hai cái này rất là nguy hiểm. Nên vì vậy là chúng ta quyết định sớm, nếu mà muốn đưa nước mặn thì phải đưa trước khi nứt đất, nghĩa là thay thế cái nước ngọt để mà ém cái phèn. Thì tới khi có nước ngọt về thì bà con dùng cái nước ngọt đó đuổi cái nước mặn ra. Thì như vậy là chúng ta thấy rằng nước mặn nó nằm ở bên trên không, mà phèn ở dưới thì bị ém. Thì như vậy thì chúng ta sẽ giải quyết được cái bài toán là quản lý nước ở cái vùng phèn bị nhiễm mặn. Thì nếu như trong trường hợp mà bà con quản lý phèn nó quản lý nước mà để cho phèn nó dậy lên rồi, thì lúc đó bà con lại phải có cái biện pháp gọi là rửa phèn, áp dụng rửa phèn. Thì đây có lẽ là một cái chủ đề khác mà chúng tôi hy vọng rằng sẽ có dịp trao đổi với bà con. Chúc bà con thành công. Cách quản lý nước tưới cho vùng đất phèn: luôn giữ mực nước trong ruộng lúa trên tầng phèn và tầng sinh phèn. Đất phèn ở vùng đất nhiễm mặn, khi thiếu nước ngọt để ém phèn, phải đưa nước mặn vào ruộng để ém phèn. Chỉ đưa nước mặn vào ruộng khi đất chưa nứt. Nếu nước tưới cho lúa ở vùng đất phèn có độ pH dưới 5,5, thì để bao vôi ở đầu nguồn nước vô ruộng để giảm độ chua của nước. Phân bón Đông Châu bằng đồng hành của nhà nông.